Hi, mình xin chào tất cả mọi người nha. Ở đây mình có con cá lau kiến bự lắm luôn á. Thấy trên tay mình cầm thì nó như hơi nhỏ một tí thôi, chứ để một lát mình đem đi cân cho mọi người xem ha, coi nó nặng bao nhiêu ha. Hôm trước thì mình gỡ câu, giặt lộn với nó cả lâu dữ lắm á, mới kéo lên được á. Mà bây giờ bấm lộn cái xóa hết mấy clip luôn rồi, chán thiệt chứ. Mấy ông nào mà xem mấy cái clip ngắn của tôi á, thì chắc cũng biết rồi đó. Mà tự dưng lỡ tay xóa, uổng thiệt á chứ. Không là có clip đẹp cho mấy ông xem ơi. Thôi, bây giờ mình đem con này đi cân nha mọi người. Hổm ghẹ chưa biết nó ăn cái gì nên là nó cũng ốm đi nhiều rồi. Cái này là mấy ký mọi người? Được 3 gạch, chắc là 600 gram ha. Coi như là nó hơn nửa ký một tí đi. Là cũng to rồi, đúng không mọi người? Mà nghe nói con cá này á, nó có mấy con mấy ký nữa. 1-2 ký luôn, gặp mấy con đó chắc đã lắm à. Ăn con chắc no tới chiều luôn. Ban đầu mình bắt lên là nó bự lắm. Để hổm ghẹ mình gặm cũng 3-4 ngày vậy á. Bây giờ cái nó ốm lè. Hôm về mình cũng không biết cho nó ăn cái gì nữa. Để họ mình tìm hiểu coi nó ăn cái gì rồi cái mình kiếm kiếm thức ăn cho nó ăn rồi mình dỗ cho nó béo lên ha mọi người. Chừng nào mình hết ý tưởng rồi cái mình bắt nó ra nướng cho mọi người xem luôn. Cho mọi người xem cận cảnh toàn bộ thân thể của nó nè. Người nó giống như là mặc áo giáp vậy đó. Mặc giáp mà giáp gai nữa chứ. Phản lại sắc hơn khi nhặn. Giống như nội tại của con ba này trong liên quân nha mọi người. Cái con hươu gì đó. Lâu quá mình không chơi game mà nhưng mà cũng nhớ được vậy á. Cái dãy nó thì cứng mà còn có gai nữa. Nên là gần như không có con nào mà ở ngoài tự nhiên tấn công được nó hết. Nên là ở dưới sông dưới ao là nó là bá chủ đầu trâu luôn rồi. Muốn ăn thì ăn, muốn đẻ thì đẻ, bởi nó đẻ quá trời quá đất luôn. Bây giờ khúc sông nào cũng có nó hết trơn á. Ngoài con người á, thì mình nghĩ không có con nào mà ăn được nó đâu. Mà nhiều vùng á, người ta còn không ăn nó nữa chứ. Người ta thấy ghê á, người ta không ăn nó. Rồi cái nó sinh sôi rất là nhiều luôn. Người ta nói nó tanh nè, rồi cái ngự nó đen xì thấy gớm nữa. Nên là người ta không có dám ăn. Nhưng mà người ta đâu có biết. Ăn thử một lần đi là biết ghiền cỡ nào à. Làm sạch ha, nấu luộc nướng cái gì cũng ngon hết trơn. Nhiều người á nói cá này nó nhiều xương, nó không có thịt nữa, nhưng mà ăn thử thì biết thịt nó ngọt mà đã lắm kìa. Xương nó có bao nhiêu đâu, chủ yếu là mình ăn ở trên cái lưng nè. Để hôm nào á mình bí ý tưởng mình đem ra mình luộc luôn cho mọi người xem. Cái con cá mà cũng có lỗ mũi nữa chứ, vậy là nó hở bằng mũi hay là hở bằng mang vậy? Hai con mắt nhìn chao chao nhìn là muốn làm thịt nó quá, nhưng mà uổng quá. Để mình nuôi vài bữa đi, dỗ béo nó lại rồi thịt nó sao ha. Thấy mấy cái hoa văn trên người nó cũng đẹp quá nè. Để nuôi cảnh một một vài bữa đi rồi cái chừng nữa mình tính tiếp. Cá lau kiến mà ở trong nuôi cá cảnh á, thì người ta còn chia ra nhiều loại nữa. Vì cá lau kiến albino nè, nói albino cho nó sang chứ là nó bị bạch tạng á. Rồi cá tỳ bà, cá lau kiến da beo, không biết còn nữa không ta. Mà thấy nó cũng như mấy con tôi bắt ở dưới sông chứ gì, mà người ta bán mắc vãi nịnh luôn á. Một con 30-40 ngàn là mua được cả ký, ăn no tới chịu luôn. Có mấy ông bình luận á, chỗ mấy ông bán vậy á, chứ chỗ tôi là 20 ngàn là mắc lắm rồi. Xuống sông tí là mò cả đống mà. Còn đây là ở dưới miệng nữa nè mọi người, giống như là cái bàn chải di động vậy đó. Đúng là không hổ danh là cá chùi kiến mà. Tưởng đâu nó chỉ chùi rồi nó ăn mấy cái nó chùi được thôi chứ. Vậy mà nó cũng ăn câu nữa đó, ghê thiệt. Hay là con này nó lớn quá rồi cái nó chùi nó ăn không đủ, nên là nó kiếm thêm á ta. Hổm gại mình bỏ nó trong cái lu á, cái nó chùi cái gì lỡ lét tùm lum luôn rồi. Mà kệ nó đi, chắc từ từ nó làm chứ gì. Thả nó xuống nước lại nha mọi người. Nãy giờ đem lên bờ cũng hơi bị lâu rồi đó. Con này con cái hay nữa là nó sống ở trên bờ cũng lâu lắm á. Như là mấy con cá khác từ nãy tới giờ tôi đem lên tôi nói phét là nãy giờ lên nó đi đời chứ nó không có còn sống giống con này đâu. Để lát mình tìm hiểu coi nó ăn cái giống gì cái mình dỗ béo nó lại nha. Gán béo nhanh nhanh đi để tao làm clip lột xả ha. Bây giờ là để mình đem con rùa ra ngoài trước nha mọi người. Mới làm cho nó cái chỗ ở mới. Im lắm. Nhìn cái mặt con rùa này hài thiệt á chứ. Thấy như vậy chứ đút cái tay vô là nó cắn một cái là thấy ông tài luôn á. Mà thôi bỏ đi, bỏ vô đây luôn. Nó có cái chỗ ở mới rộng rãi hơn rồi ha. Quá là sướng cho mày luôn rồi đó. Dọn là phải dọn hết luôn nha mọi người. Ở trong đây còn hai bé cá bống nè nè. Đem ra nuôi chung với con rùa luôn. À, nuôi chung với mấy con cá đồng của mình đó chứ. Hôm nay mình sẽ làm một cái hồ mà cá cộng đồng luôn.
bỏ tùm lum cá vô cho nó phiêu ha mọi người. Đây còn cái hồ cá đồng của mình đó nè, vừa dở ra là nhảy tắng 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 luôn á. Hôm trước còn bé cá gô nữa mà hôm nay mất tiêu luôn rồi mọi người. Nói chung á thì mấy con cá đồng này thì nó nhảy dữ lắm, mà kệ đi, vài bữa mình bắt lại câu lại mấy hồi. Còn bây giờ thì để mình bắt mấy con này ra rồi thả chung với cái hồ con rùa nha. Con đầu tiên là mình bắt được con cá bóng nè mọi người. Con này là hổm mấy đứa nhóc nó cho mình á. Bây giờ mình bắt mình thả vô đây là được ba con rồi. Ba con này là toàn là xin mấy đứa nhóc không đó. Giờ để mình bắt thêm mấy con kia. Mấy con này nó nhanh quá, khó bắt nhiều quỷ á. Đây thêm một con cá linh. Bắt con cá linh này, hổm gậy mình bắt mấy chục con á. Đưa ông dưỡng út mình ổng cắm câu hết trơn rồi. Cái này là tự mình bắt á chứ mình không có xin mấy đứa nhóc đâu nha. Mấy đứa nhóc là mình xin mấy con cá lạ lạ thôi. Còn mấy con cá linh này là bữa đó mình chỉ mấy bạn làm bẫy đó, cái mình bẫy bẫy được hai mấy vài chục con nhưng mà cắm câu cá lóc hết trơn rồi. Giờ để bắt thêm con nữa, nuôi hôm gậy còn có một con à, còn có một con này với một con nhỏ ở trong đây nữa, để mình bắt lên cho mọi người xem nữa nha. Đây giặt lộn một hồi thì cũng dính được một con nữa nè mọi người. Con này nó nhỏ nên là nó nhảy dữ lắm, chụp nó cũng khó nữa chứ. Đó đó đó, thế là xong phần cá linh đó, có hai con cá linh à. Hổm gậy nuôi sao mà nó nhảy ra hết trơn, bà mẹ nó thiệt chứ. Nuôi trong cái hồ cá nhỏ này nè, cái hồ nhỏ nè, cái quên đậy nắp cái nó nhảy ra được. Chứ lúc mình nuôi trong cái lu thì nó khó mà nhảy ra lắm. Ở trong đây mình còn một con cá gô phi nữa, để mình thả vô đây cái mình bắt luôn cho mọi người xem nha. Cá gô phi này nuôi hổm gậy nó ấm nhách ấm nhơ mà. Lúc mới bắt lên thì nó u nu. Đây em cá gô phi bắt từ nãy giờ mới xong. Lúc mình mới bắt lên là nó u nu à, mới sinh mấy đứa nhóc chứ, mới sinh mấy đứa nhóc là nó u nu à. Còn bây giờ mình nuôi riết nó dài nhằn, nó ấm nhách vậy đó. Mình thấy nó cũng có ăn thức ăn đồ các kiểu mà, sao mà nó không chịu lớn á mọi người. Ê, một đống cá này, để hồi mình thả vô cái hồ con rùa cho các bạn nhìn xem lần cuối đó. Một hồi mình thả vô cái hồ con rùa là nó to luôn. Đây nè, xem cho kỹ lần cuối đi nha mọi người. Khi mà mình thả vô đây là mấy cá đồng này nó chung vô mấy cục gạch nó nấp hết trơn đó. Chứ mà không có còn thấy nhìn thấy nó nữa đâu, khó thấy lắm. Mấy con này trừ khi mình cho ăn á thì cái mình gình gình lâu lâu mình mới thấy được nó thôi. Thấy không? Mới bỏ vô là nó chạy mất tiêu rồi. Còn mấy con cá bóng này nó giống như nước lạ nó làm sao á, nó ở đó luôn rồi. Chị đi con. Rồi đã mất tiêu luôn đó. Nước thì nó đục ngầu à. Nuôi mấy con cá đồng này nước màu đục lắm. Để mình bắt thêm mấy con cá lóc mình thả vô đây nữa nha mọi người. Cho nó gượt mấy con này chơi à. Đây là mấy con cá lóc mà mình đi câu hổm gài á. Câu hổm gài ở xung quanh nhà nè. Là dính được bao nhiêu đây, hổm gài dính cũng cả mười mấy hai chục con đó. Mà nuôi sợ mà nó nhảy ra hết trơn à, chán thiệt chứ. Giờ mới bắt được con ba con mới nè. Để mình lâu lâu mình rảnh á cái mình làm clip đi câu cá lóc cho mọi người xem ha. Hổm gài câu mà nói quay lại nhưng mà cũng làm biến quay quá à. Thôi bây giờ để mình đem thả lên, thả vô cái hồ con rùa cho nó gượt mấy kia chơi. Nói cho nó gượt chứ chắc nó cũng không gượt đâu mọi người. Cho nó ăn đầy đủ là nó không có gượt mấy kia. Tại vì sợ là sợ mấy cá lớn thôi, mấy cá nhỏ này thì bình thường à. Đấy. Mấy cá lóc này săn mồi cũng dữ lắm. Nên là chừng nữa cho nó ăn trùng ăn ốc gì là mình gặp nó à. Chứ nó không có khó đó. Không có khó thấy như là mấy con cá kia. Rồi đó, xong đó, xong phần cá rồi đó. Giờ là tới mấy con cua nha mọi người. Cua này hổm gà nuôi cũng lâu dữ dằn lâu rồi. Tính để cho nó đẻ mà nó không chịu đẻ luôn. Một con cua gần cạnh với con cua bị khuyết tật gì đó, bị hở nắp mang với con cua con mình mới bắt bữa hổm nữa. Hổm cua mình nhiều lắm mà mình nuôi riết nó còn có ba con à. Để nó ăn thịt lẫn nhau mọi người. Không biết sao nữa. Cua mà nó ăn thịt lẫn nhau. Chắc nó đói hay sao. Ra đây là hy vọng nó sẽ không ăn mấy con cá của mình. Con cua cằn cằn này hổm gậy mình nói mình nướng nó ăn mà mình chưa nữa, để chỉ quay cho mấy bạn xem nè, chứ không thôi là mình lụm nó lâu rồi đó. Rồi xong, thế là phần cua rồi đó. Cái bể này của mình cũng rất là nhiều con luôn á. Nếu mà sau này mình gặp cái con gì nữa thì mình thả vô nữa cho nó sinh động ha mọi người. Xém tí thì quên con cá hà lòi luôn rồi đó. Con cá này hổm mấy đứa nhóc nó bắt cho mình ba con nè, cái mình nuôi sao mà nó nhảy ra ngoài hết hai con. Còn có con này là giống như nó bị xui đó. Nó nhảy tăng 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 luôn. Nó bị khô nhớt rồi, nó nhảy hết nổi rồi. Nãy giờ mình bắt cho nó nhảy cũng hơi bị nhiều rồi. Nên là bây giờ nó cũng mệt, nó hết muốn nhảy rồi. À, bây giờ mình bắt thả vô cái hồ con rùa tiếp nha mọi người. Nuôi cho nó sinh động thêm tí. Con này là con mái nè. Để nữa mình kiếm thêm con trống. Hổm gậy kiếm ra trống nhóc trơn. Mà giờ kiếm trống không ra, gà mái không à. Rồi, cho mày vô hồ con rùa, mày sinh sống với con rùa của tao.
Nước cạn vậy thì nó nhảy không được, rồi nhảy mất tiêu luôn. Để mình lấy miếng bèo thả vô cái hồ đó cho nó có miếng màu xanh cho nó mát mẻ ha mọi người. Cái hồ này là cái hồ cá tạp của mình à. Mấy bạn xem bên TikTok chắc không biết đâu, cái hồ này mình chưa đăng TikTok lần nào luôn hay gì á. Mà không gầy mình cho mấy bạn mình cũng bớt cá rồi. Chứ ban đầu là nó rất là nhiều cá trong đấy, có ba đôi đồ cái kiểu, nhưng mà mình bán hết trơn rồi. Bây giờ để mình lấy miếng bèo đem vô hồ con rùa cho cái hồ con rùa mình nó sinh động thêm, xanh thêm nha mọi người. Đấy, cho nó có một tí màu xanh, với lại cho mấy con cua nó ăn luôn. Mấy con cua này cũng ăn gạo dữ lắm. Bỏ bên cái hồ cá lau kiến một tí nữa nè. Cá lau kiến không biết nó ăn cái gì nữa. Để coi coi nó có ăn bèo đó không nha. Dỗ béo nó vài bữa là làm clip nướng cá lau kiến coi. Ok, thế là xong phần cái hồ rồi đó nha mọi người. Con rùa phơi nắng có chỗ phơi nắng rất là đã luôn. Còn mấy con cá có chỗ bơi lội cũng ok luôn. Con cua có chỗ núp quá là đã luôn. Để vài bữa mình kiếm thêm vài con cá gì lạ lạ nữa mình bỏ vô đây, cá liềm kiệm hay là cá mắt sáng vậy bỏ vô đây là hơi bị im luôn à. Dạ, hiện tại là anh cua đã phát hiện cái chỗ thức ăn của mình này, và anh ta đang làm bá chủ chỗ đó. Anh ta chỉ muốn ăn mình ên thôi, không muốn chia sẻ cho bất kỳ ai, không muốn chia sẻ cho bất kỳ con cá nào. Những con cá thì nó đang bơi xung quanh và nó rất muốn ăn, nhưng mà nó lại sợ con cua, nó không dám vô giành ăn với con cua, nên là con cua nó chỉ ăn mình ên thôi. Đúng thiệt là hàm ăn cố uống mà. Thôi thì cái clip này đến đây là kết thúc nha mọi người, cũng dài đó. À mẹ đi hả, làm clip này mình cảm thấy là nó cũng hơi bị tào lao đó. Không gầy tại mình cũng hơi mệt trong người nè, không biết là mình bị cái giống gì nữa, cú sốc tinh thần hay là có cái chuyện gì buồn không cũng chả biết luôn. Mà sao cái đầu nó cứ kỳ kỳ sao á, chắc là YouTube nó không bắt kiếm tiền cho mình á. Cứ tưởng là đủ điều kiện là nó được, nhưng mà chưa đâu mọi người, còn thiếu 2000 giờ xem. Mấy cái giờ xem của YouTube short á thì nó không tính, YouTube ngắn á thì nó không có tính giờ xem cho mình, nên là mình không có được bật kiếm tiền. Để mình cố dài bữa nữa đi. Dưới cái phần TikTok á thì mình đang bị bí ý tưởng rồi, mình không có biết đăng cái gì nữa. Mình cũng muốn chuyển sang quay vlog nhưng mà chưa nữa. Nếu mà quay vlog á thì TikTok nó đánh là không có phải chủ đề chính, nên là nó không có cho lên xu hướng, nên là không có người xem. Nên là mình cũng hơi chán chán. Có 2-3 hướng đi trong đầu, nhưng là nó hơi bị gói, nên là mình cũng hơi mệt trong người. Thôi tạm biệt mọi người nha. Nhớ đăng ký ủng hộ mình, với lại like clip này giúp mình nha, cho cái kênh mình nó mau phát triển. Để vài bữa mình lấy lại bình tĩnh rồi mình đăng nhiều clip cho mọi người xem tiếp nha.